phẩm để sanh Phật sinh tâm cai quản hạ đạo là hôm hôm nay xin thay lời hội thánh ban quyết định cho nhạc sĩ Trần Duy Phương kính hội thánh lao đài và thánh cho linh chính quý vinh trị chức việc và ban đồng viên họ đạo cùng bán lễ chiếu y tân lịch pháp chính truyền căn cứ pháp định tín ngưỡng tôn giáo lao đài ngày 18/6/2004 và nghị định số 92/20/12/NĐ-CP và ngày 8/11/2012 của thủ tướng chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo căn cứ hiến chương đại đạo tam kỳ cổ độ tòa thánh tây linh năm kính hợi dương lịch 2007 đã được chính phủ phê duyệt xét phúc trình đề nghị ngày 4/7/2006 dương lịch ngày 6/3/2006 của ban tân giáo họ đạo xã lộc vinh thị trấn bàn tây linh do trưởng ban đại diện hội thánh tây linh chủ tịch xin tổ chức nhạc sĩ đến hướng dẫn nhạc chiêu nơi họ đạo thời gian 6 tháng đã được ủy ban nhân dân xã Lập Hưng xác nhận xét phúc trần đề ngày 27/7 đến thân dương lịch 24/8/2016 của ban cai quản nhạc họ thánh do thượng thánh lễ diện và quyền ngọc trách tổ sư để trình chọn nhạc sĩ Trần Duy Khương trình họ thánh xem xét tổ nhiệm cho yêu cầu trên muốn căn cứ là phê 154/91 L phê ngày 24/7/2016 dương lịch 26/8/2016 của ngài đầu sư trưởng quản hậu thánh chấp thuận thêm hồ sơ để trình nên quyết định điều 1 bổ nhiệm nhạc sĩ Trần Duy Khương sinh năm 1988 thường trú ngụ ấp Phú Ninh xã Bảo Năng huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh đến hướng dẫn nhạc viên nơi họ đạo xã Lộc Vinh thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký. Vị nhạc sĩ nêu trên chỉ thường ký hướng dẫn chuyên môn nhạc theo quy định của hội thánh từ trước, không dự vào thành thánh đạo địa phương, đồng thời theo sự hướng dẫn chương trình đại học viên và ban đại diện hội thánh tỉnh Tây Ninh ban cơ bản họ đạo sở tại để hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3, thượng thánh đại diện và các bộ phận có liên quan ban đại diện hậu thánh tỉnh Tây Ninh và ban cai quản họ đạo xã Lập Hưng và nhạc sĩ Trần Duy Khương kỳ nhiệm vụ lãnh ban hành và thi hành quyết định này lập tại tòa thánh ngày 26/7/2004 dương lịch 28/8/2016 quyền thái chánh phó sư thái công thanh quyền thượng thánh thượng chánh phó sư quyền ngọc chánh phó sư ngọc thượng thanh quyền thẩm chánh phó sư ngọc thượng thanh tờ thư đầu sư thượng tam thanh dân lệnh ban hành thượng thống đại diện phó sư ngọc thượng thanh như vậy hôm nay tôi xin trao lệnh cho mẫu để làm tròn nhiệm vụ của hội thánh ở dân
Kính thưa ban cai quản, kính thưa quý hiền huynh, quý hiền tỷ, chủ đề xin thay mặt ban tổ chức trình qua thông qua chương trình để tiếp trước quân lệnh. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm Bính Thân, dương lịch ngày 19 tháng 9 năm 2016. Để giới thiệu phần chính quyền, có ông Phan Văn Tuấn, trưởng ấp Lập Thanh, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Trương Văn Lùng, chi bộ ấp Lục Thọ, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Về phần tôn giáo, có ban cai quản Hòa Đạo, có hiền huynh cai quản Hưng Thịnh đến dự, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng với chức sắc chức việc, các bộ phận nhạc lễ đồng nhi của Hòa Đạo Thân, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Để đi vào cuộc lễ, xin trân trọng kính mời hiền huynh cai quản Hòa Đạo Hưng có đôi lời cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời. Kính chính quyền địa phương, các cấp, kính ban cai quản Hòa Đạo Hưng Thịnh và quý huynh để tiếp việc nhạc lễ đồng nhi cùng đồng đạo nam nữ lượng phái kính mến. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2016, được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân xã Lập Hưng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lập Hưng cho phép ban cai quản Hòa Đạo làm đơn xin nhạc sĩ về hướng dẫn cho nhạc viên nơi Hòa Đạo. Cho nên hôm nay mới có ngày tiếp rước quân lệnh hôm nay. Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội kính mến, ý nghĩa nhạc nó có đầy đủ những dạng nam quyền diệu mà trong nghi lễ của đạo Cao Đài không thể thiếu. Nền tảng ấy, mọi mặt cũng như tất cả các tôn giáo đều phải dùng nhạc lễ, vì nhạc lễ là sự điều hòa, hài hòa của ba đan cũng như tất cả những gì mà chí tôn đã ban cho chúng ta. Nhạc là để hòa khí với âm thanh dịu dàng và tất cả những nhịp nhàng đồng nhất cùng tất cả ba ban mà không thể thiếu trong nền tảng của quy lễ của đạo Cao Đài của chúng ta. Cho nên sự màu nhiệm ấy, tôi xin nhắc lại để cho các quý vị thấy rằng tại sao chúng ta đã rước một lần, hôm nay lại rước thêm một lần nữa, là vì ban cai quản thấy rằng tất cả sự màu nhiệm nếu thiếu nhạc là sự điều hòa ấy của về nghi lễ cũng như tất cả về phần là những dân cho chí thôi, điều gọi là chúng ta thất lễ. Như nhạc đóng muốn thiếu thì ở bên Á Đông trong làng đạo có bài, có trống, có chuông. Ở bên Âu Châu có chuông mà không có trống, là tại sao? Tại bên Á Đông dùng trống, còn bên Âu Châu thì dùng không dùng trống mà lại dùng âm thanh của đạo. Thở chưa có càn khôn vũ trụ, đạo có bài dạy đã có dạy hai lần luân khí đụng lại nổ ra khối lửa. Khối lửa ấy là ngôi thái cực, chủ ngôi thái cực là Đức Chí Tôn. Khi nào có trời sét nổ chúng ta nghe sao? A Nan thì kêu ầm, còn ở bên đạo pháp kêu ầm. Vì cớ phép lực sửa lại là mani phát sự ngầm. Câu ấy đặc nghĩa là nắm cả quyền năng vũ trụ hoặc sản xuất trong tay, tiếng nổ ta nghe có ra sao? Khi nổ rồi con còn nghe tiếng ngân bay xa, nguyên căn tiếng nổ ấy, tiếng đóng còn tiếng ngân và tiếng chuông ấy vậy. Nguyên căn của đạo giáo Âu Châu đều hướng theo Phật giáo, mà Phật giáo xuất hiện nơi Á Đông, vì vậy mà các tôn giáo phụ thuộc đều đứng theo nguyên tắc căn bản. Còn lại sau khi vô làm lễ lúc nhạc tấu huân thiên, tức là lễ hiến dân sự sống cho Đức Chí Tôn là thầy của càn khôn vạn vật, thường nhắc nhở tất cả các đứng dậy nghe ngắn nghiêm chỉnh. Nhạc là hưởng ứng cả khẩu khối sanh quan của càn khôn vạn vật, vậy đồng thinh vạn vật đồng thinh. Nơi Á Đông có câu biêu thô cách mập thạch kim dự tư trước,
nãy bá năm các vật đó là những vật vô năng mà nó nói động, và nó có trật tự niêm lực hòa nhau là đạo hiệp đại giới. Tiếng kinh mình đọc là âm thanh, nghĩa là con người cùng giảng giả đồng thanh hiếu lệ, nơi ngọc thư cung có đối liệm bát hồn tư mạc ca hòa bảo giảng giả đồng thanh niệm chí tôn. Như ở bộ nhạc trung ương cũng có câu đối này đã lắm, nào cũng nằm ở nơi là bộ nhạc. Khi nhạc trội nhảy, cả phải im lặng hiến dâng cả âm thanh sự bí mật ấy, gọi là phi tướng lệ. Chủ ý là làm tình tấu với Chí Tôn rằng chúng con biết đặng mầu nhiệm nguyên căn của cha lành, muốn các con nối nghiệp theo một khuôn pháp trường tồn, để đó hệ là tâm như dân tam bửu vậy. Một lần nữa là khi nào sướng nhạc đấu vô thiên thì phải đứng bình tĩnh, người nào vô không kịp thì đứng ngoài mà thôi. Như vậy tôi xin nhắc qua về phần giá trị của nhạc mà trong nền tôn giáo cao đài của chúng ta không thể thiếu trong ba ban như nhạc lễ đồng nhi. Vì nhạc là khí, đồng nhi là tân, lễ là tân, đồng nhi là thành, đại diện cho tân khí thành thì dân hiến cho Chí Tôn đem tất cả những sinh linh của nơi vạn vật, của nơi họ đạo mình hiến dân cho Chí Tôn ban an lành cho cả chúng sanh nơi họ đạo. Như vậy tiểu phẩm đem tất cả sức lực mình cũng như tất cả những ý muốn của tất cả nguyên tỷ hôm nay mới có ngày dưới cuối lĩnh này. Sau khi dứt lời, tôi xin thành thật kính chúc tất cả toàn hội có mặt trong buổi lễ hôm nay được dồi dào sức khỏe và dạng sự như ý, thành công tốt đẹp, và xin chúc cho hiện hữu nhạc sĩ Trần Duy Khương đem hết khả năng của mình để phục vụ cho đạo pháp nay kính. Ban tổ chức trọng kính mời hiện đệ nhạc sĩ đến có lời câu lời cảm tưởng. Kính hội thánh, kính chính quyền địa phương các cấp, kính ban đại diện hội thánh Tây Ninh, kính ban cai quản hội đạo Lộc Hưng Trảng Bàng, kính quý chức sắc thiên phong, quý chức diệt, các ban bộ và chư đồng đạo lượng phái, kính thưa quý ngài và quý vị, tiểu đệ nhạc sĩ Trần Duy Khương dân lệnh hội thánh theo huấn liệt huấn lệnh bổ nhiệm số 320/91 NCBSHL ngày 26/7 năm Ất Mùi dương lịch 28/8 năm 2016 đến hướng dẫn nhạc nơi hội đạo Lộc Hưng Trảng Bàng thời gian 6 tháng. Trước buổi lễ tiếp rước huấn lệnh rất long trọng và trang nghiêm hôm nay, cho phép tiểu đệ được kính lời cảm tạ gửi đến quý ngài và quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý ngài và quý vị, cơ quan tang tế sự được hội thánh thành lập trước để hiến lễ các đấng thiêng liêng, sau thực thi nhân nghĩa cho đồng bào đồng đạo trong lúc hữu sự về tang lễ. Thiết nghĩ âm nhạc là một môn học cần phải nhiều thời gian cao luyện mới thành thục được, nhưng nếu nói là điêu luyện thì cần phải công phu nhiều lắm và do thiện chí của mỗi người. Nhận đây là một môn học cần thiết dùng trong cửa đại đạo tam kỳ phổ độ ngày nay rất thực dụng. Vì tính chất quan trọng của lễ nhạc nên hội thánh lúc nào cũng cần phải phát huy nhiều hơn nữa lễ xuất phát nơi cõi trần này để làm sáng tỏ đức độ của con người. Phải biết tôn trọng sự trật tự lớn nhỏ phân minh, nhạc do thiên tác để truyền bá rộng rãi khắp toàn cầu với mục đích duy nhất là sự điều hòa. Ngày nay Đức Chí Tôn mở đạo cao đài lấy nho tông chuyển thế, mà đạo nho lấy lễ nhạc làm trọng. Lễ nhạc là hồn của đạo, phải được xem là yếu trọng vậy. Hai bên dung hòa nhau thì mới điều hòa được. Nếu có lễ mà không có nhạc thì nhân quần ở với nhau thành ra phân biệt thái quá, nhân tình bất thông. Còn có nhạc mà không có lễ thì thành lưu đảng kinh nhờn. Vậy nên có lễ phải có nhạc để cái nọ chế quá cái kia thành ra điều hòa. Vì một đường là khiến cho tâm lý ở trong, một đường là khiến cho sự hành vi bên ngoài, cốt cho trong cuộc
trong hòa ngoài thuận. Cái cùng cực của nhạc là hòa, cái cùng cực của lễ là thuận. Nếu trong lòng mà tính tình điều hòa và ở ngoài hành vi thuận hợp nghĩa lý, thì cái tâm vọng niệm không còn thế nào được trong lòng ta nữa. Vậy nên thánh nhân lấy lễ nhạc làm trọng. Việc đạo là việc chung, do đó cần có sự thương yêu đoàn kết mới thực hiện hoàn hảo được. Mỗi người chúng ta phải phấn đấu và không ngừng trao dồi nghệ thuật trên con đường lập công phổ độ. Tôi nguyện đem hết sức mình phụng sự cho đạo pháp trong lĩnh vực chuyên môn về âm nhạc, hầu đáp lại sự tín nhiệm của hội thánh, ân tình và kỳ vọng của ban cai quản hội đạo dành cho. Thời gian 6 tháng trôi qua rất nhanh, chương trình học thì nhiều, để đạt được kết quả mỹ mãn rất mong sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của ban cai quản, quý chính quyền địa phương và nhất là các em học viên cần chuyên tâm trao dồi học hỏi. Trước khi dứt lời, một lần nữa tiểu đệ xin chân thành tri ân hội thánh, quý chính quyền địa phương các cấp, chư chức sắc chức việc, các ban bộ và chư đồng đạo. Kính chúc quý ngài và quý vị được dồi dào sức khỏe và hưởng nhiều hồng ân của các đấng thiêng liêng. Nam kính. Cai quản hội đạo Lộc Hưng đến khai mạc buổi lễ, xin trân trọng kính mời. Kính hội thánh cao đài tòa thánh Tây Ninh, kính ban cai quản hòa đạo Hương Thuận, kính chính quyền địa phương các cấp, kính quý quý trị chức việc và hiền hữu, nhạc sĩ Trần Duy Phương và cùng đồng đạo nam nữ lưỡng phái kính mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm Bính Thân dương lịch 2016, ban cai quản hòa đạo Lộc Hưng tổ chức rước quốc định vị nhạc sĩ Trần Duy Phương đến đây để hướng dẫn cho nhạc viên của hòa đạo của chúng ta. Đề nghiệp hôm nay, ban cai quản xin thay mặt ban cai quản xin tuyên bố lý do hôm nay là khai lễ khai giảng lớp học viên của hòa đạo nhạc sĩ Trần Duy Phương hướng dẫn. Như vậy, ban cai quản xin là ra lễ khai mạc và tiếp tục kể như lấy ngày hôm nay rước quốc định và chúng ta làm lễ là nhập học. Như vậy, để cho tất cả các quý tỷ, các hiện hữu, nhạc viên để chúng ta tiện nghiệp sắp xếp. Về phần ấy thì có nhạc sĩ hướng dẫn. Về giờ giấc thì đã có đăng ký nơi chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc xã Việt Nam xã Lộc Hưng cũng như ủy ban nhân dân xã Lộc Hưng đã cho phép. Thì như vậy, tôi mong rằng tất cả nhạc viên của chúng ta hãy lấy hết tâm huyết của mình để là học, để sau này giúp đỡ cho xã hội cũng như trước quần chúng cũng như tất cả tín đồ trong hàng cho thành đạt. Trước khi dứt lời, tôi xin thay mặt ban cai quản hòa đạo Lộc Hưng kính chúc chính quyền địa phương các cấp, quý chức sắc tiên phong và tất cả các quân tỷ của trong hòa đạo cũng như nhạc lễ Trần Duy và nhạc sĩ Trần Duy Phương được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong năm Bính Thân. Nam kính. Và trước khi mãn lễ, tôi xin thay mặt ban cai quản hòa đạo và tất cả đồng đạo nơi hòa đạo kính mời tất cả các quân tỷ cũng như chính quyền địa phương các cấp dùng với ban cai quản một bữa liên quan thay mặt. Nam kính.